Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh là TK Bonsai đã đến chỗ anh Huy ở quận Ông Môn và có review một số cây phô mai nha quý vị. Giá cũng hữu nghị. Rồi chào anh Huy ơi. Dạ chào anh Quốc ơi. Dạ, chào cô chú anh chị. Hôm nay em có về một số phôi mai lùng lực bonsai. Thì xin giao lưu với cô chú anh chị. Đọc số điện thoại giao lưu luôn. Dạ, 0344 644 949. Đó là số Zalo của con nghe cô chú anh chị. Địa chỉ của con là ở khu vực Thế Hoà Xê, phường Long Hưng, quận Ông Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi xin phép cô chú anh chị con vào cây số 1. Rồi, giờ cây số 1 luôn. Rồi quay vòng trước đi. Dạ. Cái này là mai vàng mình luôn. Dạ, hả? Mai vàng miền Tây. Bông dảo luôn nghe cô chú anh chị. Vậy là các cây này mình thấy mặt bông luôn hả? Dạ có thấy mặt bông luôn. Thấy mặt bông. Dạ. Chiều cao chứ đi quý. Dạ chiều cao nó được 42. Dạ. Hoành 24. Tổng đầu đế 90. Cây số 1 con xin giao lưu với giá là 1.200.000. Con bao ship toàn quốc, bao sống toàn quốc luôn. Này mình bao sống bao lâu Huy? Dạ bao sống khi nào mà cây đâm chồi. Nói chung cây lên chồi là tới thời gian khoảng 1 tháng đó. Rồi bao sống khi nào mà cây nó đâm chồi. Đúng rồi, cây đâm chồi. Đâm chồi lên 1 tháng. Nhưng mà cái hàng mà miền Tây này là bảo đảm cho cô chú anh chị là nó sống, nó mạnh, cây nó mạnh liệt lắm. Thôi 3 tháng đi. Dạ ha. Rồi 3 tháng luôn. 3 tháng đi. Dạ dạ được. Rồi. Nếu có vấn đề gì thì dạ cứ alo số điện thoại cho con. Cứ alo ha. Rồi mình rồi xuống kìa. Nếu có vấn đề mình thường cây khác và dạ, mình trả tiền lại. Trả ha. Tiền cũng được luôn. Dạ. Để đi anh. Rồi cây số 2 luôn Huy. Rồi cây số 2. Cao nó 36. Rồi, hoành luôn nha. Hoành 17. Rồi. Rồi đế 80. Đế sổ 20. Cây số 2 con xin giao lưu với cô chú anh chị là giá 1.200.000. Các cây phôi của mình đều là bầu đất hết ha. Dạ bầu đất hết. Bầu gin không? Dạ bầu gin. Bao gin. Gin luôn ha. Dạ bao gin. Rồi anh ơi. Toàn bộ là bao gin hết. Rồi đã cây luôn. Với lại cái vàng cây này em lấy là đất của nó là đất người ta trồng đất mặt ruộng không à. Đất gì Huy? Dạ đất mặt ruộng đó anh. À. Đất ruộng người ta múc lên á, mặt ruộng á. Mã trồng lúa đó ha. Dạ đúng rồi. Mã số 3. Chiều cao được 30. Rồi. Hoành được 18. Nồi đế được 1 mét. Xem dòng đế cũng đi Huy. Cây số 3 con xin giao lưu với giá là 1.200.000. Bao ship toàn quốc. Nói chung với cô chú anh chị là cái lô mai này là con bao ship toàn quốc hết nha. Bao sống toàn quốc. Rồi bao sống 3 tháng luôn. Rồi 3 tháng. Rồi. Cây số 4. Cây số 4. Chiều cao nó được 45. Hoành 22. Nồi đế 80. Cây thứ 4 con xin giao lưu với giá là 1.700.000. mã số 5. Cây này con đo hai thang đó nghe cô chú anh chị. Này hai cây hay là một cây? Dạ hai cây. Cái này là thường thường mình kêu là phu thê đó, dán phu thê. Hai cây nó dính nhau luôn. Dạ hả? Nó dính nhau luôn. Cao chứ. Chiều cao được 38. Rồi. Cái thằng nhỏ của nó được 14. Rồi, thằng lớn luôn. Thằng lớn được 17. Rồi. Nồi đế được 95. Này nó có gài không? Đâu Dạ nó không gài được, tại rễ nó chen chút vô nhau hết trơn rồi nó chồng lên luôn. Toàn bộ là hai cây gì vậy, nó có hở ra không? Dạ không. Rồi, cứng luôn ha. Tại vì nó rễ cái cây này nó tròn rễ qua, cây này nó ôm nhau luôn rồi. Rồi. Cây này nhìn nó duyên lắm cô chú anh chị ơi. Mã số 5. Con giao lưu với giá là 1.500.000. Rồi. Cái số 6. Chiều cao nó được 33. Hoành 17. Này cũng hai cây ha. Dạ nó hai cây, nhưng mà cái cây này nó mọc từ hồi nhỏ tới lớn nó xong mà nó chen vô này được hay thiệt. Này chắc mẫu tử quá. Dạ, mẫu tử. Nồi đế nó được 75. Cây kia nhỏ quá. Dạ, cây này nhìn nó cũng duyên dáng nè. Cây số 6. Con giao lưu với giá là 1.200.000. Rồi, xuống cây. Cây số 7 ha. Cây số 7. Chiều cao nó 40. Hoành 39. Nồi đế 90. Rồi, quay vòng đế cũng đi. Cây số 7 con giao lưu với giá là 1.700.000. Rồi. Cây số 8. Cái cây này bứng lâu chưa Quy? Dạ bứng một tuần lễ rồi, 7 ngày. 7 ngày ha. Dạ, tuần lễ rồi. Dạ. Bữa nay nó được 7 ngày. Chiều cao nó được 50. Hoành được 19. Nồi đế 90. Đi sớm. Sổ được 20. Rồi. 20 thôi. Cây số 7. Con giao lưu với giá là 1.500.000. Rồi, cây số 8. Cây số 8. Cao 40. Hoành 28. Nồi đế 90. Cây số 8, con giao lưu với giá là 1.800.000. Rồi. Cây số 9. Cao 40. hoành 24, nồi đế 80. Cây số 9 con giao lưu với giá là 1.200.000. Trời. Này nếu mà bà con giao lưu số lượng mình có thương lượng gì không? Dạ có thương lượng anh. Nếu mà bà con lấy cái số lượng nhiều thì con lấy cái giá cực kỳ tốt cho. Trời. Tại người kiếm cơm người kiếm cháo mà. Rồi mã số 10. Có phiên mãi ha? Dạ có. Người cơm người cháo mà. Chiều cao nó được 35. Hoành 16. Nồi đế 70. Đế sổ 20. Dạ, quay vòng đế sổ luôn. Cây số 10 con giao lưu với giá là 1.200.000. Rồi. Một con thú. Cây số 11. Cao 50. Hoành 23. Nồi đế 100. Đế sổ 20. Cây số 11 con giao lưu giá 2.200.000. Rồi. Em bỏ xuống cà kịch mà thấy đâu có nhúng nhích gì đâu. Bầu làm tốt lắm rồi ha. Dạ, bầu là bao bầu. Bầu này nặng không Huy? Dạ. Bầu đất này nặng không? Dạ nặng. Bầu đất này làm dày dữ lắm vậy. Một bầu nó trồng cho cũng cỡ 30 kg. 30 kg ha. Dạ cho cỡ đó đó. Còn mấy bầu nhỏ nhỏ này chắc cỡ 20. Cây số 12. Rồi. Chiều cao được 47. Rồi đấy được 90. Rồi, hoành luôn Huy ơi. Hoành 22 hoành. Rồi. Đế sổ 20. Cây số 12. Con giao lưu với giá là 1.500.000. Rồi. Chưa có vợ sao yếu với anh. Số 13. Số 13. Tập cà kênh mà không thấm thía gì hết. Cái cây mới con từng lại mà nó kéo mặt. Hết biết nó mạnh rồi. Kéo mặt. Dạ kéo nè. Mới con từng lại mà kéo mặt rồi nè. Nó kéo xong mặt hết trơn rồi nè. Mới con từng lễ rồi. Cái dàn cây này nó mạnh lắm. Cao 50. Hoành 32. Rồi. Để nó hạo cho cô chú anh chị câu thôi. 90. Lấy số chẵn không? Cây số 13. Con giao lưu với giá là 1.200.000. Rồi. Rồi. Trời ơi. Cây số 14. Cao 45. Cái phần này con không có đâu hoành ở đây. Con sẽ đo hoành ở đây cho cô chú anh chị vậy đó coi đó. Bỏ cây nhỏ ra luôn ha. Bỏ luôn, không cần thiết cái đó, mình đo đó mình ăn gian. 22 hoành. Rồi. Nồi đế 80. Đế sổ 25. Cây số 14. Phải không anh? Rồi 14. Cây số 14 con giao lưu với giá là 1.900.000. Rồi. Cây 15. Chiều cao nó được 65. Hoành 25. Rồi. Nồi đế 90. Cây số 15 con giao lưu với giá là 1.800.000. Nguyên lô này là may dảo hết ha? Dạ dảo hết. Rồi, cây số 16. Cây số 16. Cao 40. Hoành 21. Rồi. Nồi đế 100. Cây số 16 con giao lưu với giá là 1.000.000. Rồi, xuống anh. Rồi, cây 17. Số 17. Cao đây, cao chứ. Chiều cao 40. Đồ lại đi. 33 hoành. Nồi đế 100. Cây số 17 con giao lưu với giá là 2.200.000. Rồi. Rồi. Tiếp lên con này anh bay. Số 18. Chiều cao 80. Hoành 30. Nồi đế 100. Sổ 23. Rồi, dòng luôn. Cây số 18 con giao lưu là giá 2.500.000. Tới mấy cây nặng không rồi. Rồi 18 rồi tới 19. Bầu đất thì khỏi cứng ngắt luôn. Số 19. Thu lai, còn là thu lai. Mày đỡ đi. Chiều cao 90. Hoành 27. Nồi đế 100. Rồi xen vòng luôn. số 19 này con giao lưu với giá là cái giá bên đây, dạ 2 triệu. Rồi, giá 2 triệu luôn, 2 triệu ship cái bộ đắt này chắc cũng hết, chắc cũng 400 ngàn quá. Nặng lắm, 40 kg á. Dạo này là ở miền Tây mình ha. Dạ miền Tây. Cao 35. Trời. Cái này con không có đo gì nhưng mà con lấy cái thằng đại diện nha. Con lấy cái thằng đứng của nó luôn. Trời. Chạy đi bà cô chú anh chị đó. 20 đi. 20. Rồi, tổng 2 thằng thử coi. 2 thằng luôn. 2 thằng luôn á, 2 thằng á. Chung luôn á, chung luôn anh. À, chung 2 thằng á. Rồi, nghe quá đi. Đon gì ăn gian quá. Cho bà con tham khảo thôi. 33 của anh. Rồi. Đó hào đi cô chú anh chị thương tình thì ủng hộ à. 100 nồi đế 120. Rồi. Cây số 20. Con giao lưu giá 1.800.000. Đầu này cho cả 40 kg à. Rồi. Anh cây nặng quá về bạn quay anh. À giờ bạn quay vô cũng được, lấy bạn quay giờ vô luôn nha. Màu đất mà lăn vậy đó. Không đúng nhất. Rồi cây này nữa, giờ bạn quay vô đi. Dạ, nhìn cho nhẹ. Cây số 21. Cao 55. Của anh thì đo trên đây đi. 29 của anh. Rồi. Nồi đấy 100. Cây số 21 này con giao lưu với giá 2 triệu. 2 triệu chẳng. Rồi, xuống cây. Vô trong. Rồi, giờ bạn quay luôn. Rồi, tới cây số 22. Số 22. Cao 58. Rồi. 26 anh. Rồi. Hết đứt dây là 150 nồi đế. Cái số 22 con giao lưu giá 2 triệu. Chẳng. 22. Rồi xuống cây. Rồi. Bậy luôn bạn. Cái này đi. Lên. Lôi cây nó xích ra ảnh chút xíu anh bà. Cây số 23. Cao 64. Đo cái thằng lớn. 25. Con đo hết trơn tổng 2 thằng cho cô chú anh chị tham khảo. 38. Rồi, tổng cái đế rồi. Hết thước dây không? À, hết thước dây. Rồi, 150 nồi đế. 150 ha. Dạ. Đo sổ xuống cái cây nó sổ được nhiêu? Sổ được 27. Rồi. Xen dòng đi, xen dòng đế đi. Rồi, xuống vào đây đông điện bài. Giá nhiêu? Quên. Cây số 23. Con giao lưu với giá là 4.500.000. 4 triệu gì cân? Rồi. Rồi. Tại số 24. Số 24. Rồi chiều cao. Chiều cao được 1m17. Hoành 28. Ngồi đế đường trăm. Rồi sang vòng luôn Lê Quân. Cây số 24 giao lưu với giá là 2,2 triệu. Rồi xuống nghiệp. Lên cái lớn lên trên 2 coi. Rồi tới cây số 25. Chá nắng hình quá. Được rồi, được, không sao. Lên tiếp. Trời ơi, cây nặng lắm. Cái bầu nó dữ lắm, cái bầu đó mà. Hơi nghiêng rồi. Bưng xích bển chút xíu kìa. Hơi nghiêng chút. Rồi, tới cây 26 ha. Cây 25 anh ơi. Hả? 25 hả? 25. Rồi, tới cây 25. Cao 1m4. Hoành 35. Nồi đế 1m rưỡi. Rồi, xây vòng đế đi Quyên. Rồi cây số 25 là cái cây cũng cuối clip. Con xin giao lưu với giá là 4.500.000. Rồi cuối clip con có mấy lời muốn nói với cô chú anh chị. Cái tiêu chí của con á là nếu mà cô chú anh chị thiện chí mua cây của con thì vui lòng chuyển khoản cho con là cọc trước cho con. Đó, để con có động lực để con gửi cây. Rồi, tiền cọc là mình thương lượng ha. Dạ đúng rồi. Thì con xin chúc cô chú anh chị có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Rồi con xin hết. Rồi chào ông Huy luôn. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.